cây vạn lộc bạn nhá. Mỗi một chậu bầu như này thì chỉ có một cây thôi, nhưng mà cái tán của nó ra khá tròn và khá đẹp. Đấy, bạn nhìn như cây này này. Đấy, còn cái phần đấy lên là cái phần hoa của nó đấy. Nụ của nó ban đầu thì như thế này, sau đấy thì nó hé như thế này, xong rồi nó già thì nó thâm đen đi, thì chúng ta lại cắt cái này đi và để cho các mầm khác con bé nó lại lên. Cây này lá nó màu hồng, có sắc hồng, rất là đẹp. Các bạn có nhu cầu mua cây vạn lộc vui lòng liên hệ 0977973355.